ảo bị tắt tính năng kiếm tiền. Vào tháng 9 năm nay, Bùi Xuân Huấn được biết đến là giang hồ mạng huấn hoa hồng đã bị chính quyền quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc khi phát hiện dương tính với ma túy tại một tụ điểm ăn trời. Ngay sau đó, kênh YouTube của giang hồ mạng này bất ngờ bị đóng và không còn xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội video này. Tuy nhiên, mới đây một số người dùng trên mạng cho biết kênh YouTube của giang hồ mạng này bất ngờ mở lại nhưng đã được đổi tên và xóa toàn bộ clip trước đó một youtuber chuyên theo dõi các kênh youtube giang hồ chia sẻ kênh của huấn hoa hồng đã được chuyển nhượng sang cho một người khác với nội dung liên quan đến âm nhạc thay vì các nội dung giang hồ như trước đây người này cho biết không chỉ huấn hoa hồng một số kênh khác như hoa mộc miên cũng bất ngờ biến mất trên các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm youtube trên facebook tại việt nam một số người cho biết youtube đang tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh tại việt nam trong đó là xóa lượt đăng ký ảo một youtuber chia sẻ một tuần qua youtube bất ngờ ra soát hàng loạt kênh youtube tại việt nam nhiều người cho biết lượt đăng ký youtube của mình đã sụt giảm nghiêm trọng kéo theo việc tắt tính năng kiếm tiền cũng theo youtuber này mạng xã hội video này đang thực hiện động thái ngăn chặn hành vi kiếm tiền trên các video vi phạm bản quyền mua lượt theo dõi ảo để qua mặt youtube nhằm bật kiếm tiền mặc dù bị giả soát mạnh mẽ nhưng các youtuber cho rằng youtube cần ngăn chặn dòng tiền đối với các tài khoản mua lượt đăng ký ảo nhằm hạn chế được hành vi ăn cắp bản quyền video đồng thời việc ngăn dòng tiền còn đẩy lùi được những video độc hại bùng phát mạnh mẽ như hiện nay